Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt MTV3 Bluetooth này bên mình với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết về cái máy in nhiệt MTV3 này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth không sử dụng mực nha các bạn. Các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi. Sau khi mà các bạn in hết pin rồi các bạn sạc lại nha. Thì cái máy này là cái khổ giấy 80mm nha các bạn. Đây là khổ giấy ngang 80 nha, 80mm, 8 cm nha các bạn. Đó, thì cái máy này kết nối Bluetooth với cái điện thoại để in cái hóa đơn bán hàng. Thì cái máy này có thể kết nối được cũng khá nhiều cái phần mềm nha các bạn, như là sổ bán hàng nè, tính tiền TV nè, Grab Food nè nha các bạn, và một số cái phần mềm khác nữa. Thì những bạn nào muốn mua máy in này á, in cho cái phần mềm nào á, thì các bạn cứ nhắn bên shop, shop sẽ tư vấn cho các bạn. Và ngoài những cái phần mềm riêng á, thì các bạn có thể cung cấp thông tin để shop hỗ trợ các bạn test cái phần mềm trước khi các bạn mua nha, để tránh trường hợp là mua về rồi in không được nha. Thì sau khi các bạn mai mua máy về, các bạn nhận máy á, thì các bạn mở cái cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán chỗ cục pin này nè. Bên mình có dán miếng dán ở đây á, để tránh trường hợp là vận chuyển nó bị cháy nổ nha các bạn. Rồi sau khi tháo ra các bạn gắn lại nè. Rồi còn gắn giấy á, thì các bạn tháo cái nắp bật này ra, các bạn hai ngón tay nè, các bạn kéo nó lên thôi nha. Đây cái cuộn giấy nha các bạn để theo cái chiều chiều này nha. Cái tờ giấy hướng về bên trong nha. Các bạn để ngược thì in sẽ không ra mực nha các bạn. Kèm theo máy sẽ có là một cọng cáp sạc nè, một củ sạc nè và một cuộn giấy để các bạn in test nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi các bạn bấm nút này để mở nút nguồn lên nè, đèn xanh nó cháy nè. Rồi nút này nút xả giấy nha các bạn. Rồi nút này xả giấy, khi mà các bạn chữ nằm dưới thì các bạn bấm nút này để xả ra để các bạn xé nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm ra cái tờ giấy in test để biết được cái dung lượng pin và cái thông tin của cái máy này nha. Các bạn tắt máy nha. Sau đó các bạn bấm hai nút cùng lúc nè. Đó, máy sẽ in ra cái tờ giấy in test. Ở trên đây nó sẽ có cái dung lượng pin nè. Thứ nhất, cái thứ hai là cái thông tin máy in nha. Đây là thông tin của máy in. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì khi mà các bạn mua máy về sẽ kèm một củ sạc nè, một cáp sạc nè và một cuộn giấy in nha. Rồi ok, thì bây giờ các bạn vào cái dấu tròn ở trên nè. Rồi các bạn vào cài đặt cửa hàng nè. Rồi bật cài đặt máy in nè. Rồi kết nối ngay nè. Các bạn lưu ý là nhớ bật Bluetooth lên nha. Rồi máy in Bluetooth tiếp tục. Rồi MTV3, bấm vào tên máy in là MTV3 để kết nối nha. Thì ở trên cái điện thoại iPhone các bạn không cần phải ghép đôi, nhưng mà khi mà các bạn xài cái điện thoại Android á, thì các bạn phải ghép đôi. Các bạn làm thêm một bước là các bạn vào trong cài đặt á, xong đó các bạn ghép đôi với cái máy in này với cái pad là 4 số 0, sau đó các bạn mới quay lại cái phần mềm sổ bán hàng thì các bạn mới thấy được cái tên này nha. Còn không ghép đôi trên điện thoại Android đó các bạn sẽ không thấy nha. Riêng cái điện thoại iPhone là các bạn không cần ghép đôi nha, các bạn đi thẳng vào cái phần mềm, các bạn kết nối luôn. Rồi chọn 80. Rồi các bạn in cái nào thì các bạn check luôn cái đó, bấm hoàn thành. Rồi đã kết nối, bây giờ các bạn ra ngoài các bạn in thử nha. Mình sẽ lấy một cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem. Rồi in đây các bạn nha, chữ ra rất là đậm và nét nha. Rồi ok các bạn ha. Thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn click vào cái đường link của Shopee và Lazada á, để mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.